Cây có gốc mây nảy cành xanh, ngọn nước có nguồn, bể cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu. Ý, người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiền tổ ơn sâu rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng. Ý à, ơi à, ơi à, cháu các hàng quê hoa thịnh vượng, thọ trường phương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con dâng lễ tâm thành kính dâng, con dâng lên bái. Yêu từ đường Phan Đình đại tộc đà, tin cho chúng đăng Phan Đình nhiệm trưởng tộc đại tôn, cùng Phan Đình thi trưởng tộc trung tôn, Phan Đình sâm trưởng tộc đề tam chi hiệp đồng đội ngoài, đại diện hậu duệ dương môn Phan Đình gia tộc chúng đăng.
cháu các hàng quê hoè thịnh vượng thọ trường phương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con dâng lễ tâm thành kính dâng con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Kính thưa các bậc tiên linh nhiều đời của đại tộc Phán Đình, kính thưa các ông, các bà, các bác, các chú và đồng họ, hôm nay là một ngày thật đặc biệt, không những của giới trẻ, bậc trung niên, mà cũng là ngày thật đặc biệt của người cao tuổi. Một ngày thật vui mừng mà ứa trào nước mắt, vì vô cùng sung sướng, bởi ngay từ ngày tế tổ đầu năm, mùng 8 tháng 1 âm lịch, chúng ta còn bàn nhau cần tôn tạo trùng tu ngôi từ đường và rồi chuyển sang ý định làm mới toàn bộ cho khang trang, làm sao xứng đáng với dòng tộc đã có bề dày lịch sử hàng trăm năm. Nhưng cái khó khăn vất vả cứ đeo đuổi, nhiều người quyết tâm lắm nhưng vẫn chưa tin nổi liệu có làm nên truyền cổ tích hay không. Hôm nay họ tộc ta lại về đây, cùng mảnh đất này, lại chứng kiến một công trình tâm linh đẹp đẽ, trang nghiêm, mang đậm nét văn hóa thờ cúng Bắc Trung Bộ. Giờ phút này là cuối tháng 6, bước sang tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng ta càng nghĩ về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người đã có công sinh thành, dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn, dạy ta thành người, và hôm nay cho chú sử thay mặt hội đồng gia tộc và con cháu trong dòng họ xin đe đầu đảnh lễ cúi xin vạn lạy cảm ơn thần tổ linh thiêng đã tập hợp chỉ cho con cháu biết đồng sức đồng lòng để đứng lên và cùng mong thần tổ và các bậc tiên linh đi trước xá lỗi cho thế hệ hậu sinh chưa làm được điều mong mỏi của các bậc tiền nhân sớm hơn. Để có được thành quả như hôm nay, thay mặt hội đồng gia tộc xin tán thưởng, ghi nhận công đức của con cháu gần xa trong dòng họ và một số ân nhân của dòng họ đã đóng góp tiền, hiền vật, công sức xây dựng để có ngôi từ đường to đẹp. Điều ghi nhận thứ hai đó là cách thức điều hành từ giác của các thành viên trong hội đồng gia tộc, của các chuyên gia phong thủy, nhà nghiên cứu tâm linh là con cháu trong dòng họ. Nhiều thành viên trong hội đồng gia tộc, ban xây dựng đã bỏ việc nhà, tập trung lo cho việc họ và cứ nghĩ làm gì đây cho xứng được dòng họ tin tưởng giao phó. Điều ghi nhận thứ ba đó là sự tự giác tham gia của các cá nhân không phải trong hội đồng nhưng vẫn thường xuyên theo dõi, tư vấn, khi rồi thì đến lao động, vệ sinh và điều cảm động biết ơn các bác là vợ, con của các gia đình đại tôn đã chăm lo bát nước, bữa cơm trong những ngày cao điểm mà ai đến cũng thấy hài lòng. Điều ghi nhận thứ tư đó là mặc dầu thuế khoán nhưng các tốp thờ, thờ làm cúng nhà, thờ làm đồ tế khí, thờ xây dựng, vân vân, ai cũng nhiệt tình, muốn đem hết khả năng để trổ tài, muốn tạo nên sản phẩm đẹp, độc đáo và chúng ta cùng thật sự hài lòng với đồng tiền mà con cháu dành dùng, giao cho họ tộc. Một điều khó hôm nay ta đã làm được, song một điều khó hơn đang ở phía trước, đó là sau này chúng ta phải đoàn kết hơn. Đứng trước nhà thờ tổ đường hôm nay, các thế hệ hậu duệ của dòng họ Phan Đình tộc xin hứa sẽ đồng sức, đồng lòng để tu luyện, lao động, học tập, giúp đỡ lẫn nhau khi có khăn hoàn nạn, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và có nhiều đóng góp có ích cho Tổ quốc. Xin thần tổ và các bậc hương linh phù hộ độ trì cho con cháu nội ngoại của họ tộc Phan Đình, người đang ở quê hương, người đi ra nước ngoài và ở mọi miền của đất nước luôn được thăng tiến trong công danh sự nghiệp, có địa vị cao trong xã hội,
làm ăn buôn bán, kinh doanh, phát lộc, phát tài, thân thể luôn khỏe mạnh, không bệnh tật. Các cặp vợ chồng sinh con khỏe mạnh, có đủ trai gái, thông minh, học giỏi, gia chung hòa thuận. Điều cuối cùng mà Hội đồng Gia tộc và Ban xây dựng muốn nói là xin thần tổ và các bậc tiên linh lường thứ bỏ qua cho những điều chưa chu đáo trong buổi lễ hôm nay. Xin tiếp thu và mong đồng hồ bỏ qua cho những điều còn khiếm khuyết, chưa thỏa mãn về mỹ thuật công trình và có thể có những điều ứng xử chưa vẹn toàn trong giao tiếp. Một lần nữa xin kính chúc đồng hồ vui, khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.